Phú Quốc không chỉ nổi tiếng và ấn tượng với những cảnh đẹp độc đáo như bãi sao, hòn thơm, ga An Thới, Sun World, Vinpearl Safari hay chợ đêm, mà còn đặc biệt nổi tiếng với một loại sản phẩm đã tạo lên thương hiệu không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn nổi tiếng trên cả thế giới. Đó chính là nước mắm Phú Quốc. Trong chuyến hành trình du lịch trải nghiệm Phú Quốc, Life in VN cùng với những người bạn đã có cơ hội được thực tế trải nghiệm một trong những cơ sở sản xuất nước mắm lớn tại đảo ngọc Phú Quốc này. Và với những thông tin nhận được thì chúng ta cảm thấy thực sự tự hào về nơi đây, cùng những sản phẩm độc đáo ấn tượng này. Hãy cùng Life trải nghiệm khái quát qua nơi đây và có lẽ bạn cũng sẽ bất ngờ với những thông tin này. Life in VN, trải nghiệm và khơi nguồn cuộc sống. Với trên 85% là cá cơm, một loài cá đặc biệt của vùng biển này, cùng với hệ thống những thùng ngâm chỉ định được làm bằng gỗ bời lời, một trong những loại gỗ cũng vô cùng đặc biệt độc đáo của nơi đây. Cá mà sau khi được đánh bắt tại vùng biển này thì được nhanh chóng ướp muối trong thùng bời lời từ 12 cho đến 15 tháng. Nước mắm tại nơi đây ngoài điều đặc biệt về độ đạm cao thì nó còn được sản xuất từ những con cá trong vùng nước biển sạch sẽ, không khí trong lành. Chính bởi vậy mà sản phẩm nước mắm tại nơi đây được Ủy ban châu Âu cấp văn bằng bảo hộ xuất xứ địa lý, và đây cũng là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam chúng ta được bảo hộ trên thị trường của các nước thuộc Liên minh châu Âu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem chi tiết. Sản phẩm được đóng gói đi khắp nơi theo yêu cầu của từng khách hàng và việc gửi cũng tương đối thuận tiện trên các phương tiện vận chuyển cùng những dịch vụ hữu ích. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Life in VN trong suốt những hành trình. Hãy nhấn like và để lại những cảm nhận của bạn phía dưới video này. Và đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh để đồng hành cùng Life và những hành trình tiếp theo. Cảm ơn bạn và chúc mọi điều tốt sẽ đến với chúng ta. Hẹn gặp lại bạn ở những hành trình tiếp theo.